Ngô Không. Ngô Không. Sư phụ. Dạ. Mình đi hóa giải. Con đi xin ít cơm chay về ăn đi. Sư phụ à, sư huynh làm biến ấy, không chịu đi xin cơm, cứ nói này nói nọ. Ngô Không. Tại sao con không chịu đi kiếm cơm chay về ăn? Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Đừng nói thế cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Bởi vì anh biết đấy, ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Cho nghỉ mẹ một đi. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này không làm chỉ có ăn cứt thôi. Thế nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Like a half an hour meeting today, and we'll try another half an hour on Friday and we'll see how it works. And then what I'm going to do is I'm going to